kinh diệu pháp liên hoa phẩm quán thế âm bồ tát phổ môn thứ 25 lúc bấy giờ ngài vô tận ý bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo bày vai hữu chấp tay hướng phật mà bạch rằng thế tôn ngài quán thế âm bồ tát do nhân duyên gì mà tên là quán thế âm phật bảo ngài vô tận ý bồ tát tiền nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chiều cán khổ đạo nghe quán thế âm bồ tát này một lòng xưng danh quán thế âm bồ tát từng thời xem xét tiếng tâm kia đều đường dài thoát nếu có người trì danh hiệu quán thế âm bồ tát này dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy được vì do xưng oai thần của bồ tát này được như vậy nếu bị nước lớn làm trôi xưng danh hiệu bồ tát này liền được đến chỗ càng nếu có trăm nghìn muôn ân chúng sinh vì tìm vàng bạc lưu ly xa cư mà nào sáng hô hô phanh chân châu cám thứ bao vào trong biển lớn giả sử gió lớn thổi ghê thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sang trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát do những duyên đó mà tên là quán thế âm nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời giao gậy của người cầm liền gãy từng phút người ấy được thoát khỏi nếu quỷ giả xoa cùng la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hai người nghe người xưng hiệu quán thế âm bồ tát thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người hôn lại làm hai đường dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội gông cùm xiềng xích trôi buồn nơi thân xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thấy đều đứng ra liền đứng thoáng khỏi nếu kẻ oán thân đầy trong cõi tam thiên đại thiên có một vị thương chủ dẫm các người buông đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường nguy hiểm chờ trong đó có một người xướng rằng cha thiền nam tử chớ nên chờ sệt các ông nên phải mong lòng xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát vì bồ tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sinh các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được qua khỏi oán tặng này các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm bồ tát vì xưng danh hiệu bồ tát nên liền được thoát khỏi vô tận ý quán thế âm bồ tát xưng oai thần cao lớn như thế nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dung thường cung kính niệm quán thế âm bồ tát liền được ly dục
tạng thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liên đường lìa lòng dẫn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đường lìa ngu si. Vô tâm ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những chứng oai thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường, Quan Thế Âm Bồ Tát liền xin con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái bèn xin con gái có tướng xinh đẹp trương đá trong gốc phúc đức mọi người đều kinh mến. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có chức thần như thế, nếu có chúng sinh cùng kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thời cũng đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sinh đều phải tụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người tụ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục giường nằm thuốc thang y ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chẳng vô tận ý. Thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần nói nếu lại có người tụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn đến môn thời lễ lạy cúng dường. Thời phúng của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào, Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát thiện nam tử. Nếu có chúng sinh trong quần độ nào đáng dùng thân phận được độ thoát thai, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân duyên dáng đường độ thoát. Liền hiện thân duyên dáng mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân thanh văn đường độ thoát. Liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân phạm vương đường độ thoát. Liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân đế thích đường độ thoát. Liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tự tại thiên đường độ thoát. Liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân đại tự tại thiên đường độ thoát. Liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đường độ thoát. Liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ xá môn được độ thoát. Liền hiện thân tỳ xá môn mà vì đó nói pháp người đáng dùng
tiểu vương đường độ thoát liền hiện thân tiểu vương, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân trưởng giả đường độ thoát liền hiện thân trưởng giả, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân cư trị được độ thoát liền hiện thân cư trị, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tế quan đường độ thoát liền hiện thân tế quan, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân bà la môn đường độ thoát liền hiện thân bà la môn, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đường độ thoát liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đường độ thoát liền phụ nữ, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ đường độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân trời rồng giả xoa càng tháng bà tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đường đó thoáng liền đều hiện ra, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân chấm kim can thần đường đổ thoát liền hiện chấm kim can thần, mà vì đó nói pháp vô tận ý quán thế âm bồ tát đó thành tựu không đứng như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoa chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường quán thế âm bồ tát. Quán thế âm đại bồ tát đó ở trong chỗ nạn gấp sơ sơn hay ban trừ vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị trí vô ý. Vô tận ý bồ tát mạnh phẩm thế tôn, con nay phải cúng dường quán thế âm bồ tát, liền mở chuỗi ngọc bằng sáng châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng đem trao cho ngài quán thế âm, mà nói rằng xin ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thi này. Khi ấy quán thế âm bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi, ngài vô tận ý lại thưa cùng quán thế âm bồ tát rằng xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo quán thế âm bồ tát ông nên thương vô tận ý bồ tát này, và hàng tứ chúng cùng trời rồng giả xoa càng thắng bằng a tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó tân thời quan thế âm bồ tát hương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dân đứng thính ca mâu ni phật, một phần dân tháp của phật đa bảo vô tận ý quán thế âm bồ tát có chứng thân tự tại như thế. Dạo đi nơi cõi ta bà
có Ngài Vô Thần Y Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tướng tu, con nay lại hỏi kia Phật tứ nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đấng đầy đủ tướng tu kệ đáp Vô Thần Y ông nghe hạnh Quán Âm khéo ứng các nơi chỗ thể rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bàn hầu nhiều nghìn đứng Phật phá nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượng nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luống qua hay gì khổ ca coi già chữ sinh lòng hại cho rớn hầm lửa lớn do chứng niệm Quán Âm hầm lửa biến thành ao hoàng trôi và biển lớn ca nàng quỷ cá rồng do chứng niệm Quán Âm sông mồi chẳng chìm được quần ở cho cô di bị người xô rớn xuống do sức niệm Quán Âm như mập nhật treo không hoàng bị người giữ được rớt xuống núi kim cang do sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp oán tạm vây đeo cầm dao làm hại do sức niệm Quán Âm đều liền chính lòng lành hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình xăm chết do sức niệm Quán Âm dao liền gãy từng đoạn hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm do sức niệm Quán Âm sao ra đường giải thoát nguyên rủa các thuốc độc muôn hại đến thân đó do sức niệm Quán Âm trở hại nơi bốn nhân hoặc gặp la sáng giữ rồng độc các loài quỷ do sức niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoặc thú dữ vây quanh nên vốn nhọn đáng sợ do sức niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng rắn độc cùng bò cạp hơi đồng khói lửa đốt do sức niệm Quán Âm theo tiếng từ bỏ đi mây sấm nổ xét đánh tuôn giá xôi mưa lớn do sức niệm Quán Âm liền được tiêu tan cả chúng sinh bị khổ ánh vô lượng khổ bức thân Quán Âm tinh trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện ca cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện các loài trong đường dữ địa ngục quỷ chúng sinh sinh già bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết chân Quán thanh tịnh Quán trí tuệ Quán rộng lớn bi Quán và từ Quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng sáng thanh tịnh không nhớ tuệ nhầm phá cám tối hay phùng tai khói lửa cắm soi sáng thế gian lòng bi răng như sấm ý từ diệu đường mây soi mưa phán cam lồ chứng chờ lửa phiền não cải thiện qua chỗ Quan trong quân trận sờ sệt do sức niệm Quán Âm từ oán đều lui tan diệu âm Quán Thế Âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian tiên cho nên thường phải niệm 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 chớ xin nghi Quán Âm bần tịnh thanh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cày đủ tất cả công đức mắng
lành trong chúng sinh, biển phúc lớn không mà lường, cho nên phải đảnh lễ. Bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát đạo kiện từ tài Phổ Môn thì hiện sinh thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng in lúng phần nói phẩm Phổ Môn này. Trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng